Hello các bác nhé, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con máy hút bụi nhá. Đấy, con này thì bác xem giá lên cái này tí. Đây nó sẽ là một con máy hút bụi rất là khổng khủng như này các bác này. Đấy, rất là to luôn các bác. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Đấy con này. Hút khỏe lắm và nó có cả cái đèn tia cực tím này để diệt khuẩn luôn. Đó. Có hai cấp độ này các bác. Con này hút rất là khỏe luôn nhá. Có kèm một cái cáp sạc này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình giúp cho em. Đó. Con hút bụi này bao nhiêu nhỉ? Con này thì các bác lên cho em đó là hút bụi thảm nhá. Giá sẽ là 290.000 cho con hút bụi thảm như này. To khỏe, hút thảm, hút giường, hút bàn ghế cái thứ rất là mạnh luôn. Đó. Lên cho em là hút bụi thảm, giá sẽ là 290.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy xay tỏi ớt nhá. 80.000 cho con máy xay tỏi ớt như này. Con này thì chạy bằng pin rất là khỏe luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Đây các bác này. Đấy, chạy bằng pin. Đấy, nó xoay rất là khỏe luôn các bác nhá. Đây. Motor của nó này, để chạy bằng pin, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái bộ lưỡi kép này, lắp vào thôi. Đấy, các bác chỉ cần là sập nó vào theo lẫy là mình sử dụng. Đấy, lưỡi nó xoay này. Rất là khỏe luôn, chuyên để xay tỏi ớt nhá. Có kèm cáp sạc luôn, máy xay tỏi ớt 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ấm siêu tốc cái này trước tên nó là gì đấy? Ấm siêu tốc lưới lọc nhá. Đấy, con này nó sẽ có lưới lọc như này. Đây. Nó sẽ có cho các bác cái lưới lọc này các bạn này. Đấy. Ấm siêu tốc lưới lọc nhá. Đấy, nó sẽ có lưới lọc luôn. Và giá thì sẽ là 200 mấy nhỉ? 290.000 nhá. Ấm siêu tốc lưới lọc. Giá sẽ là 290.000. Cái này của nó bằng kính nhá, bằng kính. Các bác có thể dùng để mình đun nước sau đó thì mình mang ra uống trực tiếp được luôn. Đấy, có cái lưới lọc như này. Đấy. Lên cho em là ấm siêu tốc lưới lọc, giá sẽ là 290.000 nhá. Đấy. Có lưới lọc luôn, ấm siêu tốc lưới lọc này. Ấm siêu tốc có lưới lọc. Đấy, có lưới lọc, giá sẽ là 290.000 và bao ship tận nhà nhé. 290.000. Dung tích của nó là 1,7 lít. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, rất chất lượng các bác nhá. Ấm siêu tốc Đức có lưới lọc, 290.000. Tiếp theo là cái khay để các bác đựng đá nhá, khay làm đá. Giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi, mua 5 tặng 1. 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 các bác. Đấy, đây nó sẽ là cái khay làm đá thông minh như này. Đấy, có nắp đậy nhá. Đây và có cái phần này các bác đẩy đây này, đẩy lên. Đó, có nắp đậy luôn. 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây tắm nhá. Đây, dây tắm 15.000 cho một chiếc như này. 15.000 cho một chiếc dây tắm như này, bằng cao su này. Đấy, rất là ngon luôn. Đó, dây tắm 15.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là lọc rác nhá, lọc rác inox như này. Đấy, các bác cho vào chậu rửa bát này. Đó, cho vào chậu rửa bát, sau đó thì nó sẽ lọc cho các bác cặn rác, cơm, các thứ lại. 15.000 cái lọc rác inox như này nhá, 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn cam mô hình nhá. Đấy. Lên cho em là đèn cam mô hình, cái này nó chỉ là một cái đèn bình thường thôi. Đấy. Nhưng mà nó tính chất nó giống một cái cam. Đó, rất sáng luôn. Đấy, có các chế độ sáng như này và có cảm biến nhá. Có người đi đến thì nó sẽ sáng. Đấy. Và ban đêm thì nó sẽ sáng và ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ sáng các bạn. Đó, ban đêm là nó sẽ tự sáng luôn. Có cảm biến. Đây, các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Cảm biến em che cái pin năng lượng này đi là nó sẽ sáng. Và rất là tiện dụng luôn. Con này thì giá sẽ là 100 cành nhá. 100 cành. Em mã giúp cho em đó là có cả đầu ốc xoáy trước như này, về nhà các bác bắt bít ra tường cho em là xong. Đó, và không cần phải dùng điện đóm thì tiết kiệm điện. Cam mô hình nhá, đèn cam mô hình 100k, đèn cam mô hình 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình voi nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một con bình voi như này, 160.000. Đó, đây nó sẽ là một con bình dung tích là 1,2 lít. Có cả nắp có thể bật lên uống trực tiếp này, hoặc là xoáy ra nắp ra uống này. Và có cả sẵn vòi luôn. Có sẵn vòi đẩy tự động luôn nhá. Vòi đẩy tự động như này. Các bác chỉ cần mở nắp ra là cái vòi nó sẽ bật lên, rất là tiện luôn. Đó, sẵn vòi viết các thứ đầy đủ cho bác luôn. Giá sẽ là 160.000 cho một con bình voi như này nhá. 160k cho con bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Bộ dao 6 món chuyên Thái, giá sẽ là 100 dao 6 món này 150 à? Bộ dao 6 món này. Bộ dao 6 món chuyên Thái 150 có kèm giá đỡ luôn. Bộ này thì nó mỏng lắm, các bác chỉ dùng để thái thôi nhá, chứ không băm chặt được đâu. Đấy, nó hàng nó mỏng nhưng mà nó rất là bén. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật. Đấy, bộ dao 6 món chuyên Thái như này. Đó, 6 món chuyên Thái cho các bác luôn nhá. Đây. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giá đỡ này.
một giá đỡ và một cái bộ dao như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng. Đấy. Có cả liếc, liếc đầy đủ cho bác luôn nhá. Đấy. Đây là cái liếc này, liếc để các bác mài này. Đó, một cái liếc để mài này. Tiếp theo là đến một cái kéo này. Kéo này thì cũng rất là bén luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này, cắt nem này, khui bia, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ này. Đấy, cho vào đây chị em. Đấy, tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là ba con dao. Dao này thì nó mỏng mình thôi, các bác dùng chuyên để thái cho em nhé. Đó, đây, ba con, các bác này, đấy. Dao này thì dùng để chuyên để thái cho em rất là ok luôn. Đó, ba con, rất là bén luôn. Đó, đây, ba con dao như này các bác này. Ba con dao, rất sắc bén và sạch sẽ. 150.000, một bộ như này. Con này thì các bác dùng để băm nhẹ được, băm nhẹ thôi nhá, chứ còn không chặt được đâu. Đó, đây, một cái bộ dao 6 món như này, 6 món nhá. Ba dao một kéo một giá đỡ như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 150.000 thôi. Bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy. Dao 6 món này, bộ dao này. Bộ dao 6 món này. Chuyên thái nhá. Đấy. Chuyên thái, giá của nó sẽ là 150.000 cho bộ dao 6 món chuyên thái. Được, ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Chào các bác xem kênh cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ nối nhá, ổ gấp nhá. Đây nó sẽ là một con ổ gấp chân tròn, tròn dẹt cắm được hết. Hàng của hãng này, của Hinkino, đó, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì khá là dày dẫn chắc chắn. Đấy, và nó sẽ kết nối cho các bác được là 1, 2, 3 ổ cắm như này. Và con này thì có kèm cho các bác là đây. Đấy, có kèm cho các bác là các cái đầu cắm như này. Đấy, giá thì sẽ là 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nhá. 50.000 ba chiếc. Lên cho em đó là ổ ổ gấp nhá. Ổ gấp đúng không? Ổ gấp 50.000 ba cái và mua lẻ sẽ là 20.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái môi sới cơm nhá, môi sới cơm. Môi nhựa này bao nhiêu đấy? Hả? 50.000 cho một cái môi sới cơm bằng nhựa của Nhật như này. Con này thì cực kỳ là cứng cáp, dày dẫn và chắc chắn nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ, ngon lành luôn. 50.000 cho một cái môi sới cơm nhựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đá mài, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng của thương hiệu Katashiwa. Đó, nó sẽ có đá đỏ và đá vàng nhá. Đấy, đá đỏ là 70.000, 70k cho viên đá đỏ, và đá vàng thì sẽ là 90.000. Đá vàng thì sẽ là 90k. Đấy, kích thước của nó thì cao khoảng là 3 cm, chiều dài khoảng gần 20 và chiều rộng thì khoảng là 4 đến 5 cm. Đấy, đá vàng thì độ mịn là 5.000, 10.000, và đá đỏ độ mịn 3.000, 8.000. Đó, chuyên để dùng mài dao. Đá của Nhật có tặng kèm các bác một cái miếng lót như này để các bác lót cho nó chống trơn trượt nhá. Đó, lên cho em là đá đỏ này 70.000 và đá vàng sẽ là 90.000 đá mài dao. Kéo cắt gà hàng của Nhật nhá. Kéo cắt gà hàng của Nhật. Đây. Đấy, kéo cắt gà của Nhật thép SK5 không gỉ, cắt cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất ngon luôn nhá. Cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ngon luôn. Đó, cắt nem ăn niếc, nói chung là dùng trong nhà bếp ok. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con kéo cắt gà Nhật như này, 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là bàn chải đánh răng của Nhật 25.000 một vỉ. Hàng này chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Đấy, một vỉ này bao gồm là 6 chiếc, 25k trên một vỉ 6 cái luôn. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này, đó. Vỉ bàn chải 25.000 trên một vỉ bao gồm là 6 chiếc, 1 2 3 4 5 6 5 5 25. Đó, 6 chiếc. Tiếp theo thì bên shop có 4 cái con tô vít kèm đầu như này nhá, tô vít kèm đầu như này. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng tô vít kèm các cái đầu như này để các bác có thể thay tháo này. Đó, có 4 con duy nhất thôi, 4 con duy nhất. Đấy, thì các bác có thể là dùng để mình sửa chữa thay tháo rất là ok luôn. Đấy, thì bên em bán thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. 50k trên một con tô vít kèm đầu như này, 50.000 một chiếc. Đấy, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2, 4, 6 với lại một cái sẵn ở đây là 7 cái tô vít nhá. Bao gồm là 7 đầu. Đấy, một tô vít như này và bao gồm là 7 đầu, các bác có thể thay tháo dễ dàng luôn. Có 5 chấm ít. Giá thì sẽ là 50.000 trong cái tô vít 7 đầu như này. Lên cho em là tô vít 7 đầu nhá, tô vít 7 đầu. Đấy, giá sẽ là 50.000, bên em có 4 cái thôi, thanh lý cho các bác. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone nhá, tai nghe của iPhone. Đây, EarPods Pro. Con này thì hàng siêu chất rồi. Giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Đấy, một con tai nghe chất lượng như này mà giá chỉ có cho các bác là 150.000 nhá, hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này, hàng của thương hiệu iPhone, AirPods Pro. Đấy, về nhà các bác có thể kết nối đa chức năng điện thoại Samsung, iPhone, Oppo đều được hết nhá. Đấy, kết nối đa chức năng cho em. Đây. Đấy, California nhá, hàng nguyên đai, nguyên kiện. Hàng thì của
iPhone và sản xuất thì tại Nhật nhá, sản xuất hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan quá này. Made in Japan, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng made in Japan. Đó, hai con tai nghe như này. Giá sẽ là 150.000 thôi. 150.000 về nhà các bác kết nối và các bác sử dụng cho em. Đó, tai nghe iPhone. 150.000 cho con tai nghe iPhone như này nhá, 150k. Tiếp theo thì sẽ là cái lưỡi câu Nhật nhá. Đấy, lưỡi câu Nhật như này. Đấy, lưỡi câu Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đây, một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 60 đến 100 cái. Kích thước của nó thì sẽ là từ lưỡi 3 đến lưỡi 12 nhá. Từ lưỡi 3 đến lưỡi 12. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 15.000 cho 15k cho một vỉ bao gồm là từ 60 đến 100 cái lưỡi câu như này. Đó, lưỡi câu thép trắng siêu sắc bén, 15k một vỉ thôi. 15.000 cho một vỉ lưỡi câu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Con này thì rất là tiện các bác dùng khi mà mưa gió bão bùng này. Đấy, thứ nhất là có ánh sáng này. Đấy, thứ hai là có quạt mát này. Con này thì có thể chạy được từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Nói chung là qua đêm là thoải mái luôn. Đó, dùng cho người già trẻ em. Quạt chạy rất là mạnh luôn. Đó, vừa quạt vừa sáng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100k cho con đèn bão quạt như này. Lên cho em là đèn bão quạt, có kèm cho các bác cáp sạc luôn và có pin năng lượng mặt trời. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ưu điểm của con này là quạt được rất là lâu luôn, từ 3 đến 5 tiếng thoải mái sử dụng nhá. 100k, đèn bão quạt 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ năm đĩa tròn nhá. Bộ năm đĩa tròn như này. Đấy, năm cái đĩa tròn như này. Giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho năm cái đĩa tròn như này các bác này. Đấy, đây. Cái nhỏ nhất thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm và cái to nhất thì nó vào khoảng là 25 cm. Đây. Đấy, năm đĩa inox tròn như này nhá. Lên theo là bộ năm đĩa tròn, giá sẽ là 120.000. 120k cho bộ năm đĩa tròn như này nhá. Năm đĩa tròn này. Bộ năm đĩa tròn 120.000, 120k nhá. Đấy, năm đĩa tròn 120.000. Hàng các bác về bày biện, đồ ăn thức uống rất thoải mái luôn, Winling của Đức nhá. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Cái dây này các bác dùng để mình kỳ cọ trà lưng nhá. Đấy, lên cho em là dây tắm silicone nhá. Dây tắm silicone, giá sẽ là 15k. 15k một chiếc thôi. 15.000 cho một chiếc dây tắm silicone như này. Đây nó sẽ là có cái đầu silicone như này, kỳ cọ này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn, vừa là sạch này, vừa sạch sẽ, vừa là chống côn trùng rồi vi khuẩn này, nhanh khô nhá, nhanh khô. Bộ lên cho em là dây tắm 15.000. Ngoài ra thì bên em có cho các bác một cái bộ ba trà lưng nhá, bộ ba trà lưng giá là 30.000. Bộ này bao gồm 3 chiếc. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái bông tắm như này. Một cái bông tắm thì các bác đeo vào cổ tay này cho em này. Đấy, đeo vào cổ tay nhá. Đấy, hoặc đeo vào ngón tay này, sau đó thì mình trà này. Tiếp theo là một cái đeo vào trực tiếp vào bàn tay nhá. Đây, đấy cái này các bác có thể đeo vào ngón tay hoặc đeo vào bàn tay như này. Đây. Đấy, xỏ ngón tay vào đây cho em. Đó, trà này. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ kèm thêm cho các bác một cái dây nữa, một cái dây tắm như này. Đó, một cái dây tắm như này nữa. Bên trong nó có sẽ sẵn bông như này luôn. Đấy, thì là bao gồm cho bác là combo 3 món như này nhá. Bộ ba trà lưng nhá, bộ ba trà lưng giá sẽ là 30.000. 30.000 cho cái bộ ba trà lưng như này các bạn. Đấy, 30k cho bộ ba trà lưng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng gửi tới các bác. Giá thanh lý cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Bộ ba trà lưng các bác nhá. Bộ ba trà lưng. Rồi ok. Xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy. Thì hai cái mã chậu chổi giặt của bên em thì đầu tiên nó sẽ là một cái mã chổi tách nước nhá. Chổi tách nước con này thì sẽ là 180.000. Sản phẩm khi các bác nhận hàng sẽ là một con một cái chậu như này. Và đây là cái phần các bác khớp nối này, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Và cái này lắp vào đây. Đó. Nói chung là cái này thì nó lắp đặt thì đơn giản thôi, về nhà các bác lắp đặt vào cho em nhá. Đó, vào đây. Thì khi các bác giặt thì cho vào đây nhá. Đấy, cho vào đây. Vắt như này là nó sẽ giúp cho các bác là tách nước này. Tách sạch nước luôn. Đấy, thứ nhất là vừa là tách nước này. Đấy, vừa là tách nước này, vừa là sạch này. Các bác lau lúc nào nó ở trạng thái là sạch nhá. Lúc nào ở trạng thái là sạch luôn. Thì rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho cái chổi tách nước này. Lên mã em là chổi tách nước. Chiều dài của chổi thì nó vào khoảng là 1m3 nhá. Lau cực kỳ là dễ dàng luôn các bác này. Đấy. Lau phần tiếp xúc khá là rộng và dễ dàng luôn. Đấy. Tay nắm mềm, lau rất là sạch sẽ nhá. Đó, đây. Lau rất ngon lành luôn. Con này thì các bác lên cho em là chổi tách nước, giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho cái mã chổi tách nước như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Cái này thì nó sẽ là cả thùng như này luôn. Đấy, cũng rất là tiện này. Xoáy vào cho em này. Đó.
cả một cái thùng như này. Đấy, đây các bác này. Khi các bác xoáy vào thì chiều dài của nó cũng khoảng 1m3 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái thùng như này. Và các bác nhận được hàng thì nó sẽ có hai miếng mút luôn. Đấy, hai miếng lau như này. Đây, đây thêm một miếng lau nữa này. Đấy, bình thường nếu các bác mua một cái miếng lau như này ở ngoài siêu thị đã phải mất từ 350.000 rồi. Đấy, thế mà bên em là có tặng kèm một miếng lau nữa. Tất cả cái phần thân vắt này của nó bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Đó, rất ngon lành các bác nhá. Đó, rất ngon lành luôn. Thì con này chiều dài của nó cũng vào khoảng là 1m2 đến 1m3. Đây, cũng khá là dài luôn. Đó, khá dài luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác xoáy kết nối vào cho em. Đấy, đây. Tầm 1m2, 1m3 này, rất dài luôn. Con này thì các bác lên cho em đó là chổi lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá. Giá thì sẽ là đi con thùng lau nhà này là 240 nhá. Thùng lau nhà này là 240 này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái mũ lính như này. Mũ lính như này các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Con này thì nó có cả xốp nhá, có cả xốp cả lót bên trong như này. Đấy, bên trong có xốp trắng này. Xốp của nó là xốp xịn luôn. Đó, rất là cứng cáp nhá. Đấy. Và con này thì các bác dùng để mình hàng của lính Việt Nam mình nhá. Đấy, hàng của lính Việt Nam mình dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là mũ lính nhá. Giá sẽ là 170.000. Dày dẫn chắc chắn, đội cực kỳ là ngon luôn. Đấy, đây, con này. Mũ này thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đấy, con này. Đấy, thấy chưa? Đấy, em đập thoải mái luôn các bác. Đấy, dùng cực kỳ là yên tâm luôn, không có lo bị vỡ, bị nguy hiểm nhá. Đấy, đập thoải mái luôn, không hề có một dấu hiệu chảy xước gì luôn. Bên em là mũ lính nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Đấy. 170k nhá. Mũ lính 170k cho con mũ lính như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Aptomat chống giật nhá. Aptomat chống giật. Hàng này của nó là 40A. Đấy, 40A. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng nội địa của Nhật nhé, xin lỗi các bác, hàng nội địa của Nhật này, của thương hiệu Fuji hoặc là của thương hiệu Mitsubishi nhé, Fuji hoặc là Mitsubishi, đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con ad này nhé, 180.000. Các bác dùng điện 220 ok luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy vắt cam nhé. Con này thì sẽ là bác tiền cái máy vắt cam này nhỉ? 190.000 cho một con máy vắt cam này, đấy rất là ngon luôn. Các bác cứ đưa cam vào đây là cắm điện là nó sẽ vắt thôi. Nó sẽ vắt và cái này nó sẽ có hai cữ cam bé thì các bác vắt thì cữ bé và cam to vắt cữ to. Đó. Và nó có cả chế độ đảo chiều luôn đây, hai cữ như này. Đấy, và có chế độ đảo chiều luôn nha, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đấy, thì các bác lọc ra nước nó sẽ xuống như này. Đấy, còn lại là cái bã nó sẽ đọng bên trên. 190.000 cho con máy vắt cam như này nhá. Bên trên là máy vắt cam. Giá sẽ là 190k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, rất là đẹp luôn các bác. Đấy. Nó sẽ là bằng đá quý như này. Đây, bằng đá quý này con này. Đấy, đá quý vừa xoay tròn này, vừa xem được giờ luôn, rất là đẹp con này. Đó, rất là đẹp nhá. Tất cả của nó đều bằng kim loại hết nhá, đều bằng kim loại hết. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Bên em về hàng siêu tầm được một số mã nhá. Đó đây các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, đây. Con này thì các bác có thể đeo cổ này trang sức này hoặc là bỏ túi này, rất là ok luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Đồng hồ đá quý này bao nhiêu đấy? Đúng rồi. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Giá sẽ là 60k này. 60k cho cái đồng hồ đá quý như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc lọc dầu nhá. Cốc lọc dầu. Con này thì sẽ là 50.000 cho cái cốc lọc dầu như này các bác này. Đấy, 50k cho con cốc lọc dầu như này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây. Có cả nắp niếc đàng hoàng nhé, có cả nắp ở trong này, nắp rồi ốc niếc các thứ đàng hoàng, về nhà các bác xoáy vào cho em. Và đây là cái lưới lọc này. Đó, giá này sẽ là 50k cho một cốc lọc dầu như này nhé. Lên cho em là cốc lọc dầu, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhé. Đấy, bộ điều khiển từ xa. Con này thì các bác chuyên dùng để mình điều khiển các thiết bị như là máy bơm nước, rồi nói chung là tất cả các thiết bị đều ok hết nhé. Máy bơm nước, điều hòa, tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả các thiết bị luôn. Các bác chỉ cần là ví dụ như các bác muốn điều khiển cái quả bóng điện này. Đấy, hoặc là cái bóng hoặc cái quạt trần. Thì các bác chỉ cần là cắm cái cục nguồn này vào điện lưới này, cắm cục nguồn này vào điện lưới, sau đó thì các bác cắm thiết bị qua đây cho em là xong. Cắm điều hòa, máy tính, tủ lạnh, tivi, sau đó thì các bác ấn tắt bật ở đây nhá. Đấy, on up ở đây, rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 260.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ bền luôn. Hàng của thương hiệu Hornet của Nhật nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa.
điều khiển cắm trực tiếp nhé, điều khiển cắm trực tiếp, điều khiển cắm trực tiếp, giá của nó sẽ là 260k và bên em bao ship nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ 7 màu đây. Đấy, bộ màu tô, bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì nó sẽ rất là nhiều màu như này, có cả chổi để các bác dùng để mình màu nước nhá, dùng cả màu nước, màu nước, màu bột, màu sáp, màu chì, các bác mua về để làm quà cho các em nhỏ nhà mình nhá. Ghim viết rồi, nói chung là đầy đủ các thiết bị hết luôn. Đó, combo như này, combo cho một cái bộ màu cầu vồng như này, giá của nó sẽ là 100.000 thôi, 100.000 cho bộ màu cầu vồng như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng, làm quà cho các bé nhà mình. Đấy, con cháu nhà mình ok luôn, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con máy massage nhá. Máy massage thì bên em có hai mẫu. Đấy, con này thì nó sẽ là con dòng 8B. Đấy, con này sẽ là 8B này. Đây. Con này thì có cả cắm tẩu, cả cắm điện luôn và 8B. Đấy, massage 8B như này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá, đó là có cả hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại giúp làm nóng nhá. Đây, công tắc tắt vào đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là massage 8B nhá. Con 8B này thì sẽ là 170.000 nhá. Đây, có đầu cắm giắc cắm này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đó. Cắm trực tiếp điện 220. Đó. Nó có cả đèn hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Còn ngoài ra thì các bác muốn dùng cái con to hơn, cao cấp hơn thì các bác dùng cho em con 16B nhá. Đấy. Có con 8B và con 16B. Đây. Con này thì nó sẽ là con tiếp theo thì em lên cho bác cái con 16B này. Đấy. Con 16B này thì giá của nó sẽ là 290.000. 16B này là 290. 290.000 cho con 16B này nhá. Đó. Con này 270.000, giá thanh lý, giá tốt cho các bác luôn. Hàng rất là đẹp nhá. Đấy. Con này thì nó cũng có đầy đủ, con này thì chỉ sử dụng điện thôi. Ngoài các bác sử dụng là mình để cổ vai gáy thì các bác có thể dùng để mình bắp tay bắp chân đều được nhá. Đấy, đầu cắm của nó này, cổ cắm của nó này. Đấy. Sạc trực tiếp điện 220, có đầu cắm như này, các bác cắm vào cho em này. Đấy, cắm vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có nút nguồn này. Nút nguồn bật lên này. Đấy, có đèn hồng ngoại này. 1 2 3 4 5 chế độ luôn nhá. Có 5 chế độ ở đây. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 16B nhá, 16B. Đấy, các bác có thể nằm gối đầu này. Đấy, thứ nhất là gối đầu này, bắp tay, bắp chân này. Đấy, cổ, vai, gáy đều được hết nhá. Đấy, chỉ có là các bác không thể nằm cả người lên được thôi. Nằm cả người lên là không được các bác nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là 16B nhá. Con 16B này thì giá của nó sẽ là 270.000. Giá tốt 270.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con robot hút bụi nhá. Đó. Con này thì sẽ là 120 cành. 120 cành cho con robot hút bụi như này các bác. Đấy, ở đây là cái phụ kiện của nó này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Hút rất là khỏe luôn. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. Rất khỏe các bác này. Đấy. Về nhà tháo đi em cái cản pin này ra, tháo cái chân này ra. Đó, đây nhá. Em tháo ra cho các bác xem nhá cái phần màng của nó này. Sạch sẽ trắng bong luôn này. Đó, sạch sẽ trắng bong luôn nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cho nó hút luôn nhá. Cho nó hút luôn. Đó, đây. Bật lên này. Đấy. Con này nó cảm biến nhá các bác nhá. Đó, cảm biến. Đấy, tức là khi mà nó chạm vào thì nó sẽ tự quay đầu lại này. Rất là ngon luôn. Đó. Thì các bác có thể để là nó sẽ giúp vào gầm giường, gầm giếc rồi là gầm bàn, gầm ghế, những cái chỗ mà các bác không đi tới được nhá. Đó. Mới có 30 giây thôi. Để mình sẽ xem cái kết quả cái lượng bụi của nó như nào nhá. Đây. Đấy, mới có 30 giây thôi mà nó đã hút vào cái lượng bụi khủng khiếp như này rồi. Thì nếu mà các bác để lâu thì rất là tốt luôn. Toàn những cái dòng bụi mịn, bụi tơ, bụi non tơ các bác không thể nhìn thấy được các bác nhá. Đó. Thì con này các bác em đang gửi tới các bác cái giá là giá thanh lý. Giá thanh lý siêu thị chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho một con máy hút bụi như này, giá rất là thanh lý luôn, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này của nó thì sẽ là từ 30 đến 35 lưỡi, bao gồm cho các bác là cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, đầy đủ cho các bác combo này các bác. Đấy, đây. Lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đấy. 30 lưỡi này, 30 đến 36 lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đó. Giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000 bộ lưỡi kem. Giá chỉ có 55k thôi, giá thanh lý cực tốt luôn. Mua một lần các bác có thể dùng trong vòng 1-2 năm mới hết được luôn. Đấy. Bác nào mà ít dâu thì dùng càng lâu. Đấy, nhiều dâu thì dùng nó sẽ tốn hơn một chút, nhưng mà cũng phải vài năm mới hết được các bác nhá. Đó, tại vì là nó rất là rẻ thôi, rất là rẻ. Tiếp theo là bộ lưỡi kem giá là 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái cân 5 nhá. Con này thì cân được 5 cân. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Cân này là cân bếp, các bác cân được 5 cân. Đấy, cân được 5 cân.
giá của nó sẽ là 50.000 nhé, 50.000 cho con cân 5 như này. Đấy, cân bếp 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái lọ thuốc trị con này thì các bác chuyên trị cho em, đó là cái long ben hắc lào nhé, long ben hắc lào 25.000 cho một típ như này, 25.000 cho một típ long ben hắc lào. Các bác nào chuyên bị long ben hắc lào, nấm nhía, nấm ngứa, vẩy, phôi nách, cá sừng cái thứ, dùng con này cho em. Đấy, giá chỉ có 25.000 thôi, long ben hắc lào hàng nội địa của Nhật, nấm ngứa long ben hắc lào. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con ấm siêu tốc gấp gọn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác 100.000 cho con ấm siêu tốc gấp gọn như này. Thanh lý cho các bác 100k. Đấy, có công tắc tắt bật này, có dây nguồn như này, gấp gọn này. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch để đun nước pha cà phê này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Ấm siêu tốc gấp gọn. Đây, 0,6 lít sử dụng điện 220V 600W. Đấy, giá thanh lý 100.000, em có hai cái thôi. Giá thanh lý nốt cho các bác 100k cho con ấm siêu tốc gấp gọn này. Đó, ấm siêu tốc gấp gọn, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái chậu ngâm chân nhá. À, đây nó sẽ là một cái chậu để các bác chuyên mấy nhỉ? Cái này chậu này mấy nhỉ? Đây nó sẽ làm cái chậu ngâm chân như này. Đó, 320 bao ship đến tận nhà rất rẻ luôn. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, sau đó thì mình cho nước nóng vào đây, cho nước vào đây để nó tự nó sẽ đun nóng cho các bác này. Hoặc là các bác có thể là massage chân này. Ui giời. Nguyên có massage không mà đặt vào cái này nó đã phê rồi các bác này. Đấy, massage cho cái gan bàn chân của mình rất là tốt luôn. Đấy, đẩy đến đâu là sướng đến đấy các bác nhá. Đó, con này các bác đẩy như này cho em này, rất là tốt luôn. Đó, thư giãn cho các cái mạch bàn chân nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 con lăn như này, mỗi bên 5 con này. Đấy, rồi các bác cắm nước vào cho em, sau đó bật lên này. Đấy, nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 chế độ gì đây này. Đấy, các bác muốn bật chế độ nào thì bật nhá. Đó, đây, dây cắm như này, dùng để ngâm chân này, cho thuốc thang cho các thứ vào đấy rất là tiện luôn. Đấy, giá thì sẽ là 320.000 bao ship đến tận nhà. Nguyên tiền ship của em mất 50.000 cho cái hộp này rồi. Đó, lên cho em là hộp thùng ngâm chân nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con vật cầu lông này. Giá thanh lý cho các bác đợt này về giá tốt luôn, 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này. Đấy, sẽ bao gồm là cả vật cả cầu. Đấy, một vật và kèm cho các bác ba quả cầu này, vật siêu xịn luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, và con này thì nói chung là các bác dùng để đánh bình dân thôi, chứ còn không đi thi đấu đâu. Thi đấu thì phải tiền triệu một chiếc, còn đây em bán là giá thanh lý thôi. Giá thanh lý thì các bác mua về mình thể dục thể thao ở nhà, hoặc là cho trẻ em các thứ nhá, rất là tiện luôn. Mùa hè này thì các em có thể chơi. Đấy, bao gồm cho các bác là ba quả cầu, sẵn ba quả cầu này luôn nhá, sẵn ba quả cầu luôn, một vật và một đôi vật và ba cầu. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn, chỉ có cho các bác là đi 100.000 thôi. 100.000 mà hàng cồng kềnh như này là tiền ship cũng mất rất là nhiều luôn, nhưng mà thôi, giá thanh lý giá tốt cho anh em các bác luôn. Bộ lên cho em là vật cầu lông nhá. Giá sẽ là 100k. 100k cho vật cầu lông như này các bác này. 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, rồi ok. Anh chị và các bạn đang thưởng thức chất âm của con loa bên em, gọi tên nó là loa gỗ dài nhá. Đó, chất âm cực kỳ là hay luôn. Con này bao nhiêu đấy? Đưa em về thăm quê anh. Chất âm cực kỳ hay, trầm ấm các bác nhá. Lên cho em là loa gỗ dài này.
260k và bên em bao ship nhá, 260.000. Chống đánh cực kỳ đầm luôn. Có cho to nhỏ ở đây không nhá. Đấy. Các bác điều chỉnh to nhỏ ở đây này. Buồn đây, to nhỏ đây. Đấy, vừa rồi các bác được thưởng thức chất âm của con loa có dài 260.000, chiều dài của nó thì vào khoảng gần 40cm, chiều cao 10, chiều rộng 10. Đấy, của nó là vuông 10, vuông 10 nhá. Dày dẫn chắc chắn. Chất liệu của nó thì bằng vỏ gỗ tự nhiên, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên máy giúp cho em là loa gỗ dài nhá, giá sẽ là 260k. Chất âm cực kỳ hay và đầm ấm luôn. Đó. Thì hàng này nó sẽ là hàng sạc pin nhá, có kèm cho các bác một con cáp sạc đây. Đấy, loa gỗ dài. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã sản phẩm, đó là con đài FM nhá. Con này thì có kèm cho các bác cả đồng hồ luôn, có kèm cả đồng hồ như này, có cái cản đồng hồ đây các bác, bật lên cho em này. Đó. Con này thì cũng có cắm USB, cắm thẻ nhớ và Bluetooth, Bluetooth ngon lành hết nhá. Đấy, đầu tiên thì chức năng FM thì các bác bật cho em chế độ FM. Bật em chế độ FM để mình dò đài FM nhá. Đấy các bác. Cho anten lên này. Đấy. Sau đó thì mình sẽ dò đài FM cho em. Đó. Thì bên này nó sẽ là âm lượng to nhỏ nhá, to nhỏ và nguồn. Còn bên này sẽ là dò đài các bác này. Đấy, đây. Các bác dò đây cho em này. Các bác cứ nhẩn nha, các bác dò đây cho em. Đó. Thì các bác nghe cái tiếng của nó rất là hay luôn các bác nhé. Ứng cử viên tổng thống Mỹ cũng đã kết thúc. Đó. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và gửi câu hỏi từ chương trình. Đó, thì các bác dò đúng tần số, tần sóng của em là sao? Câu chuyện thực sự bàn về màn tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo. Đó. Thì con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể dùng chức năng MP3, thì các bác chuyển sang chức năng MP3 này. Sau đó thì các bác bắt Bluetooth cho em nhé. Con này thì nghe chất âm của nó cũng rất là hay luôn. Đấy, các bác dò Bluetooth này, sau đó thì các bác bắt này. Đó. Bắt Bluetooth cho em. Đó, sau đó thì mình kết nối Bluetooth nhá. Nói chung là con này thì cũng là hàng đa di năng luôn. Các bác có thể vừa dùng Bluetooth này, vừa dùng đài FM này, vừa dùng để xem giờ này, rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 cho con đài FM này thôi. Vừa là nghe đài, vừa là nghe Bluetooth và vừa là xem giờ được luôn. Một con như này đa di năng. Các bác có thể để đầu giường để mình nghe tất cả các cái thể loại âm nhạc, rồi nghe đài, các đài tần số radio là bắt được hết các bác nhá. Đấy, bằng tần nào cũng bắt được hết luôn. Đó, thì các bác kết nối vào Bluetooth cho em nhá, cho chức năng Bluetooth này. Đấy, sau đó thì mình chỉnh âm đi ạ. Đó, sau đó thì mình bắt thôi. Đó, ngoài ra thì các bác có thể kết nối jack 3.5 này, USB này, rồi thẻ nhớ đầy đủ luôn. Chất âm cũng rất là hay và đầm ấm luôn nhá. Con này chiều dài của nó khoảng 20, cao 10, 23, rộng thì khoảng 7-8cm. Nó xinh nha các bác, có thể để đầu giường ôm ngủ luôn. Đó. Hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó. Con này thì sử dụng pin của nó là pin 16850, có kèm một cáp sạc nhá. Chất âm rất là hay luôn. Đó, thì các bác có thể vừa dùng chức năng FM. Vừa dùng một chức năng nghe nhạc, tắt đi ở đây chưa? Đó, rất là ngon lành luôn nhá. 260.000 lên trên là đài FM này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái trà sâm của Hàn Quốc này. 200 mấy nhỉ? Chị Phương ơi, trà sâm 220.000 cho một hộp trà sâm như này. Hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này dùng cực kỳ là thích luôn. Các bác nào hay đi tàu xe hay bị ốm mệt này. Đấy, ốm mệt đau đầu rồi nói chung là hoa mắt chóng mặt dùng cái nào chị em. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp hoặc hòa ra nước uống.
Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp luôn, ăn trực tiếp hòa ra nước uống cũng đều ok nhá. Trà sâm Hàn Quốc made in Korea luôn. Một hộp này của nó 100 gói luôn nhá, made in Korea. Một hộp này 100 gói, mỗi gói này của nó 3 gram, mỗi gói này của nó 3 gram. Đấy đây, nó sẽ là một vỉ như này các bác này. Đó, thao thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm giá sẽ là 230k nhá. 230 à? 220.000 giá siêu tốt luôn. 220k cho một hộp trà sâm như này các bác nhá. Đó, bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì ngoài trà sâm thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm của Hàn Quốc nhá. Kẹo sâm của Hàn Quốc. Đấy. Một gói này của nó sẽ là 500g. Cũng made in Korea luôn. Hàng nội địa của Hàn Quốc cực kỳ là ngon luôn. Made in Korea. Cái gì? Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Cái kẹo sâm này thì các bác dùng cũng tương đương với trà luôn. Các bác có thể dùng để gọi là ăn cho nó tỉnh này, đi tàu đi xe này, hoặc là người bị mệt này thì dùng cái này chị em. Đấy, lái xe riếc mà hay buồn ngủ cũng dùng cái này chị em, rất là tuyệt vời luôn. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này nhá. Hàng nội địa của Hàn Quốc made in Korea. Lên mã giúp cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng nhá. Bánh xà phòng Nhật này. 40.000 cho một bánh và 110.000 trên 3 bánh như này. 110.000 trên 3 bánh nhá. Có hai màu, màu hồng và màu xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 40k cho một bánh như này nhá, 40.000. Đấy, công ty này của nó thì từ năm 1890 luôn, tương đối là lâu đời rồi nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, lên mã giúp cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một gói và 110.000 cho 3 gói. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên shop sẽ lên cho các bác một loạt các cái mẫu đồng hồ của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các cái mã đồng hồ bên em thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác các cái mã đồng hồ cơ trước nhá. Đồng hồ cơ thì đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 66 này. Đồng hồ cơ 66. Đây, hàng automatic tự động cho các bác luôn. Con này 100% lộ cơ nhá. Đồng hồ cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400 mấy em nhỉ. Lên thì em là đồng hồ cơ, hỏi hộ tí. Cơ 66, giá của nó sẽ là cơ 66 bao tiền đấy Phương ơi? 66 là 400. Giá của nó sẽ là 400k nhá. Lên thì em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đó. 400k cho một con đồng hồ cơ 66 như này. Giá chỉ có 400.000 cho con đồng hồ cơ thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, automatic này, gắn đá rất là đẹp luôn nhá. Đó, tự động. Đây, Baijino, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan luôn các bác này. Đấy, made in Japan luôn. Tem 7 màu luôn, made in Japan. Lên mã giúp cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k nhá. 470k cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng số La Mã nhá. Đấy. Bắt đầu cơ chuyển động là đồng hồ quay luôn, rất đẹp nhá. Mặt sapphire này, chống xước này. Đấy, đây của nó đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, đây. Đeo vào thì lên form lên dáng cực đẹp nhá. Lên form lên dáng cực đẹp. Đấy, màu vàng như này. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải có chuyển động thì nó mới chạy nhá. Đấy. Có chuyển động là nó chạy ngay các bác này, có chuyển động là nó chạy ngay. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá, cơ La Mã. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này, giá sẽ là 470.000 các bác nhá, 470k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dạng đồng hồ cơ 88 nhá. Đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, 500k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88 này. Đây, con này thì anh em các bác lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, con này thì cũng độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Đó, độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, automatic tự động hết. Đó, mặt sapphire.
Đấy, có dây của nó này, dây của nó rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Đấy, đồng hồ cơ 88. Đồng hồ cơ 88 nhá. Giá của nó sẽ là 500k. Đấy, thì hiện tại bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đồng hồ cơ 66, đồng hồ cơ 88 và sẽ có cho các bác là bên em có 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen này, đồng hồ hộp đen đây. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân tháo như này, một viên pin và một chiếc đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 200 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá sẽ là 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác cho một con đồng hồ hộp đen như này luôn. Đó. Dây của nó thì là màu vàng nha, dây mặt màu vàng thép không gỉ nhá. Đó. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá chỉ có 200 cành cho một con đồng hồ như này thôi. Rất đẹp, rất xịn sò các bác nhá. 200.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá, đồng hồ hộp đen, giá sẽ là 200k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Rolex, con này thì cũng nó cũng chạy bằng pin luôn. Đấy, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đấy, con này thì cũng rất là chất lượng. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, đồng hồ Rolex này, có lịch báo các thứ đàng hoàng nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đấy, rất đẹp này. Mặt rất đẹp luôn các nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, con SK này thì đồng hồ SK này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng thương hiệu SK của Nhật chứ, đồng hồ SK rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp. Có cả lịch, có cả ngày tháng luôn. Và mặt của nó là màu đỏ như này, màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy, và có cả cái lẫy xoay này các bác này. Cái này thì không biết là xoay làm gì thì về nhà các bác tự tìm hiểu nhá. Nó có cả cái lẫy xoay như này. Đấy, xoay cái la bàn bên trong này này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao. Giá thì sẽ là 80.000 à. Đây nó có cái lớp giấy dán các bác này, giấy dán chống xước này. Đấy. Giá thì sẽ là 80k cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. Có đèn báo này, có đèn báo sáng này. Đó, rất đẹp luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Hàng cực chất và giá hợp lý nhá. Bên em thanh lý được hệ thống siêu thị. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý cho các bác luôn. 80k một con đồng hồ như này. Đấy, dây quai đeo có thứ cực kỳ hàm hố và chất lượng luôn. Đeo vào khẳng định đẳng cấp luôn các nhá. Đó, đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì cái mã đồng hồ dây da thì bên shop có hai màu, màu đen và màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Lấy anh cái màu đen tí nào. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, đồng hồ dây da nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bạn. 50.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác đeo rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ đẹp, hàm hố nhá. Có cho các bác là hai màu. Đấy, có hai màu là màu đen và màu nâu. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác này. Màu đen và màu nâu như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Đồng hồ dây da giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ VIP nhá, đồng hồ VIP đây. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, hai mẫu. Hàng này thì nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Có hai màu như này. Đấy, màu vàng và màu bạc thì các bác lên cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP có hai màu, màu vàng và màu bạc. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này. Có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì màu lấy, thì lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó, màu đồng hồ VIP. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP. Giá của nó sẽ là
150.000 cho một cái mẫu đồng hồ VIP như này, đồng hồ VIP 150.000 đó, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn đó. Đây là tổng thể các cái mẫu đồng hồ của bên em, các bác có thể xem tham khảo và lựa chọn để mua cho mình và cho đại gia đình nhà mình các bác nhá. Rồi ok, hello chào các bác, quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ, đó là đồng hồ cơ nhá, đồng hồ cơ. Mã này thì em lên cho các bác cái mã đồng hồ cơ 88 nhá, lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá thì sẽ là 500.000 nhá, 500.000 cho một con đồng hồ cơ 88 như này. Hàng automatic này, tự động này. Máy của nó này các bác này, con này thì hàng siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Từ chất dây giếc của nó hàng siêu đẹp luôn các bạn, hàng siêu đẹp luôn. Hàng dây dẫn chắc chắn siêu đẹp cho các bác luôn, chất dây của nó này, dây của nó sẽ là dây thép này. Dây thép không gì nhá, dây thép không gì, bạc và điểm màu vàng rất là đẹp như này. Đó, bạc điểm màu vàng rất là đẹp như này. Đó, quả cơ của nó ánh này trông rất là thích luôn nhá. Hàng lộ cơ 100% nhá. Hàng lộ cơ 100%. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng của đồng hồ của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, thương hiệu Chancy của Nhật các bác này. Đó, automatic tự động luôn. Đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Bên em thanh lý trong hệ thống siêu thị nhá. Chưa qua sử dụng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Các bác đeo vào thấy cái độ chất của nó này. Đó, hàng cơ automatic tự động luôn. Đó. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này để các bác có thể mình hạ cái khuy xuống các bác nhá. Đấy, hàng xịn cho nên là nó kèm cho các bác một cái chân như này để các bác có thể tháo chốt đây, các bác cho vào đây này. Sau đó thì các bác đẩy chốt ra cho em, đẩy chốt ra nhá. Đẩy chốt ra thì bắt đầu là mình vừa cái nấc nào thì mình thay cái nấc đấy vào cho em để mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 nhá, 500k. Đấy, con này thì có hộp luôn các bác nhá. Bên em là đồng hồ cơ này 88, giá sẽ là 500k. 500k nhá, 500.000 con đồng hồ cơ 88 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen thì đây nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái bộ dao đầy đủ. Đầy đủ như này các bác này. Đấy, đầy đủ như này. Bao gồm cho các bác là một kéo này, đấy. Một kéo một liếc này, đấy, một kéo một liếc nhá. Cái kéo này thì nó sẽ là dùng để cắt gà, cắt cá này, kẹp cua gẹ này, khui bia này, mở nắp chai đều được hết này. Và đây là một cái liếc này, đấy. Và bao gồm cho các bác là có 3 con dao. Có 3 con dao tất cả, 3 con dao tất cả nhá. Cán của nó thì bằng nhựa như này, cán bằng nhựa đen nhá, cán bằng nhựa đen. Và một bộ của nó thì combo bao gồm là 3 dao, một kéo và một liếc nhá. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá, bộ dao đen. Hàng thì cũng khá là sắc bén cho các bác luôn. Đấy, rất sắc bén các bác. Đây. Dao thì rất sắc bén các bác này. Đấy, các bác theo. Dao rất sắc luôn các bác nhá. Nó rất sắc luôn. Bộ dao bao gồm là 3 con và một kéo một liếc nhá. Đấy. Đấy, bộ dao bao gồm 3 con như này. Đấy. Bao gồm là 3 kéo một rũa một liếc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là 3 dao một kéo một lũa như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá, bộ dao đen. Bộ dao đen thì bao nhiêu đấy? Bộ dao đen. Lên cho em là bộ dao đen nhá, giá sẽ là 130 cành. 130.000 cho bộ dao đen này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái mã mới, đó là đệm lưng nhá, đệm lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Con này thì giúp cho các bác hả? Tựa lưng, tựa lưng. Qua lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy. Nên lên cho em đó là tựa lưng này. Đấy, tựa lưng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000. Đấy, 50.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 chi tiết khi các bác nhận được hàng. Đấy. Sẽ gồm cho các bác là đây. Một cái thân nằm dưới như này và một cái nằm trên như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác uốn cong cho vào đây cho em. Đấy, cho đây cho em. Sau đó thì mình nằm và nó có nấc này. Đấy, 1 2 3 4 nấc thì các bác tùy các bác điều chỉnh cái độ cong của nó này. Đây. Thì nó sẽ giúp cho các bác là đây xương sống các bác nó đang bị cong như này thì các bác nằm vào nhá. Đây nằm vào như này. Thì xương sống này, cổ này, đấy thì về nhà các bác tựa lưng nhá. Có thể là nằm này, ngồi, tựa đều được hết nhá. Đấy và nằm nghiêng cũng được luôn. Đó thì nó giúp cho các bác là ổn định xương sống nhá. Ổn định xương sống rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. 50k, giá chỉ có 50k cái tựa lưng này thôi. Bây giờ mà về nhà mà các bác mà đi chữa bệnh
đau lưng mỏi gối các thứ là cũng mất rất nhiều tiền. Đây, đấy, về nhà các bác lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì mình nằm mình có thể tựa này. Và cái này thì các bác có thể tùy chỉnh các cái nấc như này nhá. Nấc 1, nấc 2, nấc 3, nấc 4 tùy theo. Các bác nằm cho xong cong dần lên cho em. Lên cho em là tựa lưng giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái van vòi van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu con này giá sẽ là 70k. Đấy, 70k bằng inox 304. Đấy, một đầu xả đây, một đầu xả đây nhá. Có gen xoáy các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác đều ok hết nhá. Van xả hai đầu inox 304 giá sẽ là 70k nhá. 70k cho con em van xả hai đầu này thôi. Hàng van xả hai đầu inox 304 70.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Chỉ có 70k cho em van xả hai đầu này thôi. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con kích điện 220. Kích điện này bao nhiêu đây? 1 các bác lên cho em là kích điện giá sẽ là 175k nhá. 175.000 cho con kích điện như này, 175.000. Con này thì các bác chỉ cần kẹp vào bình ắc quy của mình thôi là nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V. Đây. Đấy. 12 24 các bác đều kẹp được nhá, và nó sẽ ra cho các bác là điện 220V và công suất của nó là 220W. 220W. Có hai chân USB. Đây công tắc đây. Đấy, có hai chân USB thì con này dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để lấy điện thắp sáng này. Hoặc là dùng đa di năng cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là kích điện 220 nhá, kích điện 220. Giá thì các bác lên cho em là kích điện, giá thì sẽ là 175.000, con này tiện lắm. Ví dụ như các bác có áp quy các thứ là các bác dùng con kích này cho em là ok thôi. Đấy, lên cho em là kích điện nhá. Công suất của nó sẽ là 3100mAh, 220W này. Đó, 12V. Đấy, 12 hoặc là 24 nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dùng các cái thiết bị điện đều ok hết nhá. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng. Đây. Thì nó sẽ là một con đế như này. Thì các bác có thể dùng để mình đun nấu này. Đấy, đun nấu chế biến thực phẩm, thức ăn này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho các cái loại ấm pha trà các thứ lên đây đều được hết nhá. Đây công tắc của nó đây. Đấy, và có số 1234 thì các bác có thể giữ ấm giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là đế nóng nhá, đế nóng giá sẽ đế nóng 130k cho một con đế nóng như này nhá. 130.000 cho một con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai nhá. Bộ lấy dây tai bằng inox như này. Đấy, bộ lấy dây tai inox như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, bao gồm 6 chi tiết nhá, 6 chi tiết bên trong như này. Đó, và các bác có thể dùng là móc khóa các kiểu con là điểu luôn. Giá thì thanh lý cho bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một cái bộ lấy dây tai như này nhá. Bộ lấy dây tai inox nhá. 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20. Đèn 20 nó sẽ là một con đèn pin như này, có kèm một cáp sạc nha và có một viên pin 18650 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đó, đèn 20. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em. Đây lắp pin vào đây là mình sử dụng rồi. Nó rất tiện luôn các bạn, lắp pin vào. Sau đó thì bật công tác lên. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá. Cho nên là bên em lên nó là đèn 20 các bác này. Đấy, đèn 20. Có thể zoom lên zoom xuống như này. Pha của nó thì rất là giỏi luôn đấy các bác này. Ban ngày mà pha như này là con này rất sáng luôn, các bác thấy không? Đấy, rất sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, có báo pin báo biết đàng hoàng. Đấy, về nhà các bác cắm sạc vào đây cho em. Thân của nó bằng hợp kim nhôm hết nhá. Con này thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20, đèn 20 110k nhá, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ. Đấy, đây nó sẽ là một con bật lửa và có kèm đồng hồ như này. Có kèm đồng hồ này nhá. Lên cho em đó là bật lửa đồng hồ. Đây. Đấy, con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy. Bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này. 100k cho một con bật lửa đồng hồ như này nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ này. Bật lửa đồng hồ. Tự bơm ga, tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình xanh nhá, bình xanh. Con này thì dung tích 1 lít và giá thì chỉ là 70 cành thôi. 70 cành cho một con bình xanh dung tích 1 lít như này. Con này của nó là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, cái bật lửa rồng. Con này bằng nhôm cho nên là dùng cực kỳ là an toàn và xịn sò luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh nhá, bình xanh. 1 lít bằng nhôm, hàng của quân đội Việt Nam mình thôi. Giá sẽ là 70k nhá, 70k cho một con bình xanh như này.
Đấy, tiếp ra thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ T8 nhé. Đồng hồ điện tử T8 như này. Con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn. Đấy, các bác dùng để mình đeo này. Ngoài ra thì nó có chức năng là xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim, rất là tốt các bác nhá. Đấy. Thì rất là nhiều chức năng, nhưng mà các bác về các bác tự khám phá riêng. Còn rất là nhiều chức năng đi kèm này các bác này. Đấy, thì bên em chỉ có giới thiệu có 3 tính năng chính và em cũng bán 3 cái tính năng đấy thôi. Đó là đo xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim. Bao gồm là một bộ dây quai đeo như này, một cái cáp sạc nha, một cái đế sạc và một con đồng hồ như này. Mặt của nó, thân của nó là bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại hết. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Con này chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Đấy. Hàng thì vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, cái này thì 100% nó đều là dòng hết pin hết nhá. Về nhà các bác sạc pin vào cho em thôi. Đó, đo huyết áp, đo nhịp tim, ngoài ra nó còn có chức năng, các chức năng khác này. Đấy, thì bên em bán thì em chỉ có bao cho các bác là 3 chức năng chính thôi: xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim, đồng hồ T8 nhá. Còn những các chức năng khác về các bác tự tìm hiểu. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc đây. Đấy, nó là hình con rồng và có hai cái viên ngọc như này. Cho nên là bên em lên nó sẽ là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này nhá. Con này thì nó sẽ là bằng đá nhá, bằng đá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào đây cho em. Đấy. Về nhà các bác rút ra mình đổ xăng thơm vào đây là ok. Đó, hàng cực kỳ chất luôn. Các bác có thể mua để sử dụng này, xem để sử dụng hoặc là trưng bày rất là đẹp. Bật lửa ngọc nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k nhá. Bật lửa ngọc giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cân treo cầm tay nhá, cân treo. Đấy, các bác lên cho em là cân treo. Con này thì cân được tối đa là 50 cân, nhưng mà khuyến khích các bác là cứ cân 20-30 cân là ok. Các bác mang đi câu kẹo các thứ, đây là cái viên pin này. Pin này hết thì các bác có thể ra ngoài hiệu sách mình mua rất là sẵn hàng thôi, không lo không có pin đâu. Đó, rất sẵn thôi. Các bác lắp vào bật lên cho em là xong. Nếu khi lắp vào mà nó không lên thì các bác đảo chiều đi cho em, đảo chiều pin đi là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, đấy lên luôn các bác này. Đấy. Thì mình để mình cân kẹo các thứ rất là ok. Đây em sẽ cân thử cái thước rút này cho các bác xem. Đấy. Rất tiện ích nhá. Còn đây cho em này. Đấy, cân lên. Còn thước này của nó thì đây, trước tiên thì các bác để cho em chế độ kg. Đấy, nó sẽ là 0,37 kg các bác này, 0,37 kg. Đấy, tức là 370g đấy các bác nhá. Đó, có cho các bác cập nhật nhiệt độ, độ ẩm các thứ luôn nhá. Đấy, nhiệt độ, độ ẩm rồi nhớ kg các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, tắt đi bật lên ở đây, rất tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70k. Con này thì dùng rất là tiện cả. Tối đa của nó là 50 cân nhưng các bác cứ dùng cho em 20-30 cân là thoải mái rồi. Mình dùng đi câu, đi kẹo, đi phượt hoặc là các bác đi mua sắm hải sản này, hoặc là đi chợ búa mình có muốn test lại rất là ok nha. Lên cho em là cân treo này. Cân treo, giá của nó sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái găng tay các bác này, găng tay đây. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. Dòng này thì cực kỳ là ôm tay luôn. Dùng rất là thích, đó, ôm tay. Rất dễ dùng, ôm tay các bạn. Và giá thì rất hợp lý. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động này, ôm tay lắm và nó có cái phần cao su non này, các bác làm việc rất là tốt, chống trượt trượt nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động. Bên em bán 5 đôi thì sẽ là 40.000. Và một vỉ 12 đôi thì giá của nó sẽ là... Một vỉ mà 12 đôi thì giá của nó sẽ là đi 70k nhá. 70k trên một túi như này. Còn mua 5 đôi thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Giúp ngăn mùi rất là tốt. Các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì rất đơn giản thôi. Đấy, thì nó đã có một cái con cân bằng trọng lực như này rồi. Nước nó chảy thì nó sẽ xả ra, còn không thì nó lại đậy nắp vào như này. Đấy, và các bác lắp là hầu như là vừa hết với các cái hệ thống đường cống thoát nước nhà mình nhá. Đấy, giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây em sẽ nói các bác cái kích thước cái sản phẩm này. Kích thước nhỏ nhất để nắp cái van này nó là 4,2 cm. Còn nhà bác nào mà lỗ thoát sàn lớn thì bên em luôn nó tặng kèm thêm cho các bác một cái chiếc vòng đệm như này, nó sẽ tăng kích thước của cái thoát sàn nhà mình lên là 6 cm nhá.
và ngăn mùi hôi nhà tắm, nhà vệ sinh bằng đồng thau nguyên chất như các bác nhé. Kích cỡ lắp đặt thì rất là đơn giản, kích cỡ từ 3,4 đến 6 cm là anh chị mình hoàn toàn có thể lắp vừa. Khi có nước sẽ mở ra, khi hết nước thì sẽ đóng lại, giúp cho anh chị mình ngăn chặn mùi hôi bốc lên từ ống cống hay là chuột bọ rán chui lên ạ. Và rất tiện luôn. Nhà tắm. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Ba sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea này, Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá. Đấy, 3g nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá, trà sâm của Hàn Quốc. Một hộp này sẽ là 100 gói các bác. Một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này. 240.000 cho hộp này và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy. Ví dụ các bác đi tàu đi xe này hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy đi tàu xe, đấy. Thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, rất là thích luôn. Hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea các bác đây. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea Hàn Hoa nhá. Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm này, đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240.000 cho một hộp này nhá. 240.000 trong hộp này và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc, Made in Korea nhá. Đây, Made in Korea đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn đây. Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả riết đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm, giá sẽ là 240.000, 240.000 cho một hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lộ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi. Đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400.000 nhá. 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400.000. Đều là hàng lộ cơ hết nhá, hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này, đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy, bong chốc nứt nở thấm rột các bác bôi lên cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy, các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 cho con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho các bác luôn. Có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút đi vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá. Một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy nha. Đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác, đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này, đây, bật ra này, đấy, các bác bật ra là nó sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá. 1,3 lít, 160.000 cho con bình voi như này. Quay sách riếc rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này. Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhá. Không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn. Nó rất là tiện nhá. 160.000.
Tiếp theo thì các bác lên xem là cái băng dính trong hai mặt nhé, băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhé. Dính ổ điện, dính thiết bị được, mình dính rất là đa tính năng luôn và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy, hai mặt luôn. Các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá, đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây. Đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó. Lên theo là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20k một quận này thôi nhá. 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này. Giá thanh lý cực tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga. Các bác lên theo là khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Đấy. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi. 40k cho một con khò ga trắng như này nhá. 40k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. 40k cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này. Con này thì giá sẽ là 40k nhá, 40k. Chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k cho con dao gọt gỗ như này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000. Đấy, 80.000 con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 thôi. 20k cho một cái hộp hắc lào long ben như này nhá. Lên cho em là hắc lào long ben. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, 20.000 cho một típ như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này, giá sẽ là 140.000. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác, nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá. Độ dày của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy các bác. Đấy, nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện. Để mình chế biến đồ ăn đồ uống không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau, mình bỏ vào tủ lạnh nhá. Chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. 5 chiếc có vung đậy như này. Các bác có thể đều chồng với nhau. Đấy, hoặc là để dàn nhau luôn. Gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, bộ nồi 5 món như này. Đấy, giá thì sẽ là 140.000 nhá. Bộ nồi 5 món 140k. Kích thước của nó thì sẽ là 16, 18, 20, 22, 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi.
hàng cũng của thương hiệu Cuckoo luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc, vừa là dòng fix đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cuckoo, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây, có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cuckoo nhá, hàng thương hiệu Cuckoo đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70-75 độ. Lên trên là fix đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá, fix đun sôi 180.000 cho một con fix đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt, nóng nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức, hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy, đây. Lên cho em là ấm Đức này, công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó này. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7 lít nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun nước cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đây nắp của nó này. Đấy, nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt thế này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1.7 lít luôn, mắc của nó là 1.7 lít. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450.000 nhá. Ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nhá, và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các bác xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, 700ml các bác nhá. Đó, con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá, một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhá. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá.
Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiệt của nó ngon lành luôn. Lên mã giúp em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 tôi em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này cho em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu để ăn lẩu ăn niếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới, sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này, hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1, 2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp, khay nhiếc cũng rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nhiếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt, các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây. Nhanh, chậm, tự động các kiểu, con này điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá. Nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhé. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây 220V 50Hz, 235W và 2.5 lít nhá. 2.5 lít đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng thương hiệu Philips, sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá. Độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này. Đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300... có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips, giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini, giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này. Con này rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, hai người, hai ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nha, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên là các bác khi dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em. Hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bác ơi. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá, cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy.
và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi nồi đất nhá, nồi đất ôm vòng như này đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bạn, đấy rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm, giữ nhiệt tốt. Quai sách như này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy, nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500 nghìn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc này. Đấy các bác lên nha, em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy, lượng calo của nó thì tới là 1967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là trà sâm nhá. Trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn, một hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng made in Korea nhá. Một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, một hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá. Hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá. Uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy, sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Đấy, made in Korea. Đấy. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này. Chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì giày dàn di thì bên shop lại tiếp tục về các bác nhá. Đó. Hôm trước thì em về hàng thì hết, hôm nay thì lại tiếp tục về. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là 100 Các bác lên cho em là giày dàn di, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lấy lùi cho em một số nhá. Đấy. Kích thước của em cỡ thì em sẽ có là từ 39 đến 42 nhá. 39 đến 42 thì các bác cứ lấy lùi cho em một số. Ví dụ chân các bác là 39 thì các bác đặt cho em là 38 nhá. Tại vì cái này nó là hàng quốc tế. Hàng quốc tế cho nên nó hơi to một chút, cho nên là các bác lấy lùi cho em một số. Đây. Ví dụ như cỡ này là cỡ 42 này. Đấy. 42 chân em là 42 thì em đi nó sẽ là hơi rộng, cho nên các bác cứ lấy cho em là 39 là ok. 41 là ok nhá. Đấy, các bác cứ lấy cho em 41 là ok thì là nói chung là khi các bác đặt hàng thì các bác cứ đặt lùi cho em một số nhá, đặt lùi cho em một số. Ngoài ra thì bên em cũng có tư vấn cho các bác, nên các bác yên tâm. Chất liệu của nó thì cái đế này của nó là cao su non nhá, cao su non cho nên là các bác đi cực kỳ là mềm luôn và rất là bám này, rất là bám nhá. Và đây thì nó sẽ là dạng là vải dù quân đội như này. Vải dù quân đội như này thì dùng nó rất là thích nhá. Đấy. Và cái mặt ngoài này thì nó sẽ là hàng có chống nước nhá. Vải dù quân đội có chống nước nên các bác dùng yên tâm, không lo bị ướt đâu. Đó. Và cái giá thì rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di 140.000 cho một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái mã đồng hồ nhá. Mã đồng hồ thì bên em về nó sẽ có cho các bác là đây. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả này. Đấy. Thì cái mẫu này thì nó sẽ không có, mẫu này thì sẽ không có hộp nhá, không có hộp, còn 2 mẫu là có hộp này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là đồng hồ cơ hết nhá, đều là đồng hồ cơ hết.
hàng thì cực kỳ là ngon luôn. Ban đầu về thì các bác đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy nhá, đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy. Đấy, nó là dòng cơ, cho nên là các bác phải đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy các bác nhá. Đó, thì cơ nó phải hoạt động thì nó mới bắt đầu chạy. Giá thì con này thì bên số cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ mã 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Giá của nó sẽ là 400.000. Đấy, đồng hồ cơ 66 này. Giá sẽ là 400k. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đây. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn, nó là hàng cơ nhá. Hàng cơ, cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cái ba lăng của nó đang chạy các bác này. Đấy. Con này thì 100% là lộ cơ luôn, rất đẹp các bác này. Đấy. Lên cho em là cơ 66. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan đàng hoàng này. Đây, made in Japan nhá. Hàng của Nhật cho các bác luôn, made in Japan luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cơ 66 nhá. Giá của nó sẽ là cơ 66 này, đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đấy. Đồng hồ cơ này 66 nhá, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho con đồng hồ cơ 66 như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đây, cơ nó đang đánh này. Con này thì giá chỉ có 400.000 thôi, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 400.000 nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con đồng hồ cơ 53 này. Đấy, con này thì công ty của nó thì từ năm 1953 luôn, cũng là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53. Con này thì giá sẽ là 450.000. 450.000 cho một con đồng hồ cơ 53 như này. Con này thì sẽ có hộp nhá. Con đồng hồ cơ 53 này sẽ có hộp này. Đấy, còn con cơ 66 này thì không có hộp nhá. Cơ 66 này không có hộp. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ cơ La Mã nhá, cơ La Mã. Đấy. Đồng hồ cơ La Mã, con này thì nó chạy bằng số La Mã như này. Đấy, chạy bằng số La Mã như này các bác này. À, nó dùng bằng số La Mã này. Đấy, mặt của nó là mặt số La Mã như này. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000 nhá. Đấy, lên cho em là cơ La Mã này, cơ La Mã. Giá sẽ là 470k, 470.000. Đấy, tức là bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả nhá. Có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả cho anh em và các bác lựa chọn này. 3 mẫu đồng hồ cơ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này các bác nhá. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 này. Đấy, cơ. Đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ. Đây, con này thì sẽ là cơ 66 này. Đấy, đồng hồ. Đây. Đây đúng rồi. Con này thì sẽ là đồng hồ cơ 66 nhá, cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400.000. Đồng hồ cơ 66 con này là 400.000 này. Đấy, con này thì đồng hồ cơ 53 này, đồng hồ cơ 53. Con này là 450.000. Đấy. Và con này nó sẽ là đồng hồ cơ La Mã này, đồng hồ cơ La Mã nó là số La Mã như này. Đó, số La Mã như này. Và 470.000. Đấy, thì bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ rất là đẹp như này. Và cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline ở trên tấm biển đỏ của bên em. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. 3 mẫu đồng hồ cơ cho anh em các bác lựa chọn nhá. Đấy, cơ 53, đấy, cơ 66 và cơ La Mã. Đấy, cơ La Mã. Đấy. Con cơ 53 này thì màu bạc này, còn hai con này đều là màu vàng. Nói chung là hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Con này thì hàng cực kỳ chất luôn. Hàng của Nhật nguyên hộp như này. Đấy, nguyên hộp như này có hẳn khăn lau khăn liếc cho các bác đàng hoàng. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này của nó thì chất thì khỏi phải bàn này các bác. Chất thì khỏi là bàn rồi. Đấy. Và hàng nó sẽ là hàng đổi màu như này các bác nhá. Hàng đổi màu. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khi các bác đi vào giày dâm thì nó sẽ tự sáng và đi giày nắng thì nó sẽ đổi màu cho các bác nhá. Thì mình đeo nó rất là thích các bác. Đấy. Rất là chất luôn. Đó. Giày dâm giày sáng đeo đều ok hết nhá, đều ok hết. Chất của kính thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Chất của kính thì khỏi phải bàn rồi. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kính đổi màu như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k cho con kính đổi màu như này. Con này thì rất chất lượng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ còn cho các bác là 100.000 thôi. Có hộp hiếc đàng hoàng và có cả khăn lau khăn liếc đàng hoàng nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vỉ kim khâu này. Đấy, kim này nó sẽ là dòng kim thông minh. Khi các bác sử dụng thì không cần phải xỏ kim như bình thường. Đấy, lên cho em là kim vàng nhá, kim vàng. Đấy, lớn bé dài ngắn đủ cả 2, 4, 6, 8, 10. Một vỉ này 12 cái, một vỉ này 12 cái. Rất là ngon luôn. Khi các bác sử dụng thì đây,
Đấy, em mô phỏng đây nó sẽ là cái sợi chỉ nhá. Đấy, đây là một cái sợi chỉ rất là to như này này. Khi các bác dùng thì các bác chỉ cần kéo như này là nó sẽ vào này. Đấy. Các bác kéo qua kéo lại này cho em là nó sẽ vào thôi. Đấy. Các bác đẩy này em sẽ vào. Đây các bác này. Đấy. Cả một cái dây cước to như này em kéo nó cũng vào luôn này. Đấy các bác theo. Đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mà nó có sẵn đầu móc luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cái đầu móc khuyết ở đây này. Có cái đầu móc khuyết ở đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Có đầu móc khuyết đây. Thì khi các bác sử dụng là các bác chỉ cần đặt vào là xong. Đấy, mình không cần phải xỏ. Đặc biệt là với người già thì xỏ nó rất là khó. Đấy. Thì lên mã cho em là vỉ kim vàng nhá. Kim vàng. Giá sẽ là 15.000 cho một vỉ kim vàng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá. Kim vàng. Kim vàng này, giá của nó sẽ là 15.000 nhá. 15.000 cho một vỉ kim vàng này 12 chiếc. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó sẽ là các cái dạng đầu như này, các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái cho em, đốt thoải mái cho em. Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái cho em, cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn, rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó. Đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65.000 một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này. À một con ví như này. Nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này. Đấy chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó. Da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40.000 cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc, 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000. Còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100.000. Đấy 100.000 nhá. Đấy 100.000. 100.000 cho một combo như này bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000. Còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy, ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo 2 ví sẽ là 70.000 nhá. Combo 2 ví 70.000. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000.
100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thành lý siêu thị. Giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhá. Đấy, ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu, một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy. Cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này, nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5 cm này. Cái này sẽ là 30k trong cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái ly đồng như này các bác này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này, và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5 cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5 cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5 cm và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc, 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc, để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngoéo điều chỉnh được này, ngoắt ngoéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, sau đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngoéo như này thì rất là tiện này. Để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhá. 35.000 cho cái vòi cam như này. 35k thôi. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây. Các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút biếc đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở ra. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một ví này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập các bác nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây. Pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này.
rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000, có cả quay đeo nhé, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con đèn phễu này. Rồi, ok. Đơn hàng thứ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp. Con này thì nó sẽ có cái phần này nó có thể gấp gọn vào được như này. Công suất của nó sẽ là 10A 250V và 2500W. Con này mắc của nó là 2500W, cực kỳ lớn luôn. Thì nó rất là tiện ích khi mà các bác dùng thì mình sẽ cắm vào, sau đó thì mình có thể là gấp gọn vào như này. Đấy, thì các bác ví dụ như là kê vào các cái vị trí như là bàn ghế này hoặc là các cái vị trí khác thì các bác có thể cắm vào này. Đấy, cắm vào cho em. Cắm vào như này. Đấy, cắm vào như này thì các bác gấp gọn vào được, nó rất là gọn nhá. Và nó thì một ổ này của nó sẽ có là 3 chân này. 1 2 3, 3 chân. Đấy, các phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết. 3 chân kết nối đều bằng đồng hết thì con này dùng rất là tiện này các bác này. Đấy. Và giá thì giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Đây, ví dụ các bác muốn tăng ổ lên nhá. Các bác muốn tăng ổ lên cho em này. Đấy. Hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ví dụ các bác muốn tăng ổ lên thì các bác có thể cắm vào như này cho em này. Đấy, cắm vào này cho em. Thì 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3 tức là các bác sẽ có 6 ổ này và các bác có thể điều chỉnh như này. Đấy, có thể điều chỉnh như này. Đấy. Có thể gập lên gập xuống tùy theo. Đấy, mình để mình sử dụng nhá. Và cắm được rất nhiều ổ luôn. Đó. Còn bình thường thì các bác cứ dùng một ổ một cho em, một ổ một cho em. Thì mình dùng nó rất là tiện. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá, ổ điện gấp. Con này thì bên em bán giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá này là giá thanh lý rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là ổ điện gấp này, ổ điện gấp. Ổ điện gấp giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k cho một cái như này luôn. 15.000 cho một cái như này và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 50k, à 3 cái là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40.000. Đấy, giá rất rẻ luôn. 40.000 cho 3 chiếc và các bác mua 1 chiếc thì sẽ là 15k nhá. Đấy, ổ điện gấp 15.000 một chiếc như này và giá sẽ là 40.000 cho 3 chiếc ổ điện gấp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt này. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật này con này. Đấy, thép SK5 nhá, thép SK5 sáng bóng, hàng made in Japan. Đấy, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 và bao ship nhá. 230k và bao ship cho con dao chặt 1 cân như này. Con này hàng 1 cân nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là đã luôn. Hàng của nó là nặng tới 1 cân luôn. Đấy. Dày của nó vào khoảng 5-7 ly. Đấy, hàng liền thân như này, chặt xương trâu xương bò, chặt gà chặt cá ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao Thái Vân gỗ nhá. Đây. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi. Hàng made in Japan, chiều dài của nó là 30cm, đúc liền thân khâu đầu khâu đuôi như này. Lên cho em là dao Thái Vân gỗ, hàng siêu bén luôn. Đây. Đấy, dọc cả dây bóng như này là các bác biết độ bén của dao rồi. Dọc cả dây bóng này là khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đấy. Riêng dây bóng mà đã dọc được như này thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, dọc dây bóng các bác này. Đấy. Dọc dây bóng thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Dao siêu bén luôn. Đây các bác này, dao rất bén luôn. Hàng thì siêu sắc bén nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Vân gỗ nhá. Đấy, dao Thái Vân gỗ. Dao Thái Vân gỗ này. Đấy. Dao Thái Vân gỗ. Thái Vân gỗ. Giá sẽ là 120k. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 200.000 và bao ship cho bác cho một con đồng hồ hộp đen như này. 200k bao ship. Có kèm sẵn cho các bác là một cái vít và một viên pin luôn. Kèm sẵn một vít, một pin. Đấy, về nhà các bác dùng hết pin thì thay tháo pin cho em. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là hàng chạy pin nhá. Hàng chạy pin. Đấy, con này hàng chạy pin. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ hộp đen như này. Đấy, màu thì sẽ là màu vàng mà em lên nó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Đó, rất đẹp luôn. Có lịch liếc đàng hoàng nhá. Có lịch liếc đàng hoàng. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. 200.000 và bao ship cho một con đồng hồ hộp đen như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Thép mạ vàng 18 carat không gỉ nhá. Thép mạ vàng 18 carat không gỉ. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá đây, đồng hồ hộp đen này. Đồng hồ hộp đen 200.000. 200.000 cho con đồng hồ hộp đen như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái con đồng hồ đó là con đồng hồ thể thao nhá. Đấy, con đồng hồ thể thao như này. Con này thì nó sẽ là cực kỳ chất thể thao luôn các bác này. Cực kỳ chất thể thao luôn. Đó, có đèn sáng này, có đèn sáng các bác này. Đấy, đeo vào cực kỳ hàm hố luôn. Rất đẹp các bác này, đeo vào rất đẹp luôn.
Sportwatch này, đồng hồ thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, bác lên cho em là đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao giá sẽ là 80k thôi. Giá siêu rẻ luôn, không ngờ một con đồng hồ đẹp như này. Đấy, 80.000. Đấy, một con đồng hồ đẹp chất lượng hàm hố như này nhá, mà giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ hàm hố luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này, 80k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con chim này. Đấy, con chim thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, nó sẽ là dòng một con này. Đấy, nó sẽ là dòng một con như này. Và nó sẽ có cho các bác là dòng một con nhá. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là dòng một con và có sẵn cho các bác là cả dòng hai con luôn. Đấy, các bác không dùng thì các bác tắt pin đi cho em. Đấy, bật lên này, rất là tiện luôn. Đó, chim hót. Con này thì nó đang bị yếu pin nhá. Đang bị yếu pin rồi các bác này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là dòng hai con như này. Con hai con này thì đấy, tất cả nó đều lúc lắc được như này hết nhá. Đấy, lúc lắc được như này hết này. Đấy, lúc lắc như này hết nhá. Đấy. Các bác cứ động như này là nó sẽ dục chuyển và nó sẽ hót này, rất là hay luôn. Đấy, cái hộp này thì các bác có thể đựng tăm và bỏ thêm cả tăm vào đây nhá. Hộp đựng tăm này rất là tiện luôn, các bác có thể để trên bàn, vừa trang trí vừa đựng tăm này, vừa làm vừa là đựng tăm vừa là nghe chim hót luôn, rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chim 1 và chim 2 nhá. Chim 2 giá sẽ là 220.000 và bao ship, còn chim 1 thì sẽ là 150.000. Đấy, cái hai con này sẽ là 220.000 và bao ship nhá. Đó, còn con một con thì giá của nó sẽ là, con một con này thì giá của nó sẽ là, con một con này thì giá của nó sẽ là 150.000 các nhá, 150.000. Đấy. Con này nó đang bị yếu pin rồi. Đấy, còn các bác về các bác lắp pin vào là nó sẽ lại chuyển động như bình thường các bác nhá. Đấy, con này nó đang bị yếu pin. Đấy. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này, ống nhòm ban đêm. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này, đẩy lên được như này và nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ về nhà. Các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi, nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá, thiết kế khá là ngầu đấy các bác. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi, nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90k thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhá. Lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá. Ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm, giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm, giá sẽ là 90k một chiếc nhá, 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này, cái chân của nó về nhà các bác sập vào đây cho em này. Đấy, sập vào đây cho em. Đó, cái chân của nó về các bác sập vào đây cho em. Đây, chân sập vào đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để cho các bác sử dụng này. Đây cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này và chân USB, chân USB nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần là cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì con này khá là to đấy, thì các bác có thể để đề co trang trí này, đề co trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23cm nhá và chiều cao tổng thể của nó là 10cm. Đấy, 23, 10. Đấy, chiều cao là 10cm và chiều dài là 23cm, rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hẹn giờ, hẹn dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED. Đồng hồ LED mới này, đồng hồ LED mới. Giá sẽ là 110k cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ LED mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Còn đây là cái mẫu đồng hồ LED cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Mẫu này thì nó nhỏ hơn và cái giá thì sẽ là 140.000, 140.000 cho cái mẫu đồng hồ LED cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt.
mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá, nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn, nó hàm hố hơn đấy. Thì mẫu lên cho em là đồng hồ led cũ nhá, đồng hồ led cũ giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu led mới này thì hàng to đẹp hơn mà cái giá thì bình dân hơn, chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ led mới này thôi. Thì tùy các bác lựa chọn cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn đấy, mẫu cũ em vẫn còn, thì các bác có thể lấy mẫu cũ lấy mẫu mới thì đồng hồ led mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đèn thần tài nhá. Đèn này thì gọi là đèn thần tài thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá, ban thần tài ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ, màu xanh màu đỏ. Đây về nhà thì cái này em để ngược như này về nhà, các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm, đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết. Thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam này này, XL là xanh lam này, có phải không? Xanh, XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy, có hai màu, màu xanh lam và màu... màu xanh lam và màu xanh xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một con đèn thần tài như này. Đây, các bác xem này. Đó. Gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy, cái này của nó khá là dày luôn nhá và có điều chỉnh sáng tối nhá. Có điều chỉnh sáng tối như này. Đấy. Có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, con này thì nó rất là tiện. Đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên và có cả công tắc ở đây luôn. Các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Dòng này nó sẽ là iPhone, hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá. Giá thì sẽ là đây, hàng của thương hiệu iPhone đây các bác này, hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây, Design by in California. Hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá. Sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bác này. Hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác nhá. Đây, California các bác này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật. Đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Made in Japan. Đó, một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang này rồi nhá. Sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 150k nhé. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhé, 150k này. Tai nghe iPhone không dây 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó, đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây, hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây.
Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc. Đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi. Và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây em sẽ cân thử cho bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá. Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nha là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi. Còn ngoài ra các kia tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Sokami của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Sokami, giá bao nhiêu nhỉ? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho em là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này, 1500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh, cối bằng thủy tinh, cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy. Con cối khổng lồ đây. Đấy. Một cối một thân máy như này, một cối một thân máy như này các bác này. Đấy. Một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhá, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó đây. Thân máy của nó đây. Một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này. Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu các kiểu con này đều luôn. Đó, đây. Đấy, máy thì chạy khỏe, êm. Đây em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng. Hàng bền đẹp chắc chắn các bác. Đấy, đây. Nó sẽ có số 123 nhá. Đây các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhá. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này. Bật này, tắt này. Đấy, các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó. Mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi. Chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút. Dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt, nhả. Sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá. Bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bác này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này. Nắp xoáy này rất là chặt luôn. Các bác theo. Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bác. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bác này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy. Đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây. Đấy. Và thân của nó này, con này của nó bằng thủy tinh nhá. Dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này. 1 này. Đấy. 2 này. Đấy. 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này. Đây các bác này. Đây. Các bác xem nhá. Máy nó xoay này. Tít khủng luôn. Đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con đà điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngực nào cũng được, sập ngực nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử. Cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây.
1000W này, 28 sen, điện 220V, công suất 1000W, cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn. Giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán, bên em bán cả nghìn con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực này nhá, kính cường lực. Giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa di năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa di năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng. Giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000. Con này khá tiện ích luôn.